Hello 500 anh em. Nói đến Eyeless Jack thì chắc hẳn không ai là không biết một nhân vật sát thủ nổi tiếng ghê rợn nhất trong truyện Creepypasta. Vào tháng 7 năm 1997, tại bang Michigan, Hoa Kỳ, người dân luôn liên tục thấy một thanh niên đeo mặt nạ, mặc áo khoác đen xuất hiện về đêm. Vào khoảng thời gian đó, luôn liên tiếp xảy ra án mạng và đó chính là Eyeless Jack. Là một kẻ ăn thịt người nhưng sở thích của hắn là thận, Jack giết chết con mồi bằng cách xiết cổ hay cắt cổ rồi mới ăn thịt và nội tạng. Bây giờ, hắn là kẻ thù với Jeff the Killer mà không biết nguyên nhân. Và hôm nay, tôi đã sưu tầm được top 5 cảnh camera vô tình quay lại được Eyeless Jack ngoài đời thực. Chúng ta cùng bắt đầu nào! Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tới nhé các bạn thân mến! Cảm ơn các bạn rất nhiều! Năm, ngày 23 tháng 4 năm 1998, tại bang Alabama, nước Mỹ. Một người đàn ông đang bật đèn LED camera điện thoại soi để đi vệ sinh và đã bắt gặp Jack. Hôm sau, người ta thấy xác anh cùng chiếc điện thoại đang quay camera. Ngày 22 tháng 1 năm 1997, tại Ohio, Tây Bắc Mỹ, một người đang đi rừng và đã vô tình quay lại được Jack mặc áo khoác màu đen. Ngày 1 tháng 6 năm 2000, tại Tennessee, bang Carolina, Jack đã đột nhập vào một gia đình và bị camera bảo vệ ghi lại. Rất may gia đình không có ai ở nhà.
2, ngày 5 tháng 9 năm 2000. Một người đàn ông thấy tiếng động trong tủ nên đã mở cánh tủ ra và bắt gặp Jack. Anh đã may mắn trốn thoát chạy ra ngoài. Ngày 2 tháng 3 năm 2002, tại Bắc Dakota, hai người đàn ông đi qua một đường hầm nhỏ và đã bắt gặp Jack đang ăn thịt người. Nghi vấn Jack đã bắt cóc một đứa trẻ do hiện trường có những quả bóng bay. Una vela, una bombilla, no tengo ni puta idea. Vamos y miramos. Ya, es verdad. Aquí, señores, era donde estaba el ente. Aquí donde estaba el ente o la persona que nos quiso trolear, o ahorita sabe qué coño, estaba aquí. Vale, vamos a seguir. ¿Coño? ¿Es esto, tío? Wow. ¿Eres tu sangre? ¿Te has fijado? Es una estrella de cinco puntas, ¿eh? Es una estrella de cinco puntas, J.B.L. Chicos, esto creo que es sangre, ¿eh? Eso no es satánico. Esto creo que es sangre porque, bueno, yo... Estoy hasta sudando ya, chicos. Bueno, tenemos una bolsa. No, por favor, J.B., no la toques por si las moscas, ¿eh? Tenemos una bolsa aquí. Bueno, voy a enfocar un poquito el tema. Bueno, chicos, tenemos una bolsa con unos palos ahí clavados y tenemos una estrella de cinco puntas y una vela. Una vela, chicos, que bueno, está ya casi... Puede ser sangre seca, pero chicos, pero que esta vela lleva ya tiempo aquí, ¿eh? Porque está toda comida, la vela está toda destrozada. J.B., la forma humana puede ser a lo mejor cosas de la mente nuestra, pero bueno, ahí está, ¿no? Yo no sé, chicos, yo estoy flipando con el tema este. Bueno, no sé, yo creo que no voy a avanzar. ¡Corre, tío! ¡Corre, tío! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Espera, espera! ¡Lo veo! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Puta madre, tío! Video đến đây là hết rồi. Theo anh em thì những clip về Alert Jack này như thế nào và anh em còn biết những sự thật gì về Jack? Đừng quên comment cho chúng tớ và mọi người cùng biết nhé.
Nếu thấy video hay thì hãy ủng hộ tớ bằng cách like video, chia sẻ lên Facebook, nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé. Anh em hảo tâm hãy giúp tớ có tiền mua mì tôm sống qua ngày để làm video cho anh em xem bằng cách xem hết quảng cáo, không ấn bỏ qua quảng cáo và click vào quảng cáo hình ảnh nếu anh em xem trên máy tính nhé. Hoặc có thể donate ủng hộ tớ bằng thẻ điện thoại qua link dưới mô tả nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. I love you. Chú chú. Bye bye. Xin chia sẻ clip này nên rộng rãi nha.